Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. Những năm qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên đã làm tốt sứ mệnh, đó là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho người lao động, đặc biệt là lao động người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế xã hội các địa phương của tỉnh. Đây là một trong những buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho người lao động dân tộc thiểu số được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên tổ chức trong năm 2023. Những buổi tư vấn như thế này mang đến cho bà con nhiều thông tin bổ ích về hướng nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả gắn với sản phẩm thế mạnh tại địa phương. Muốn được nhiều các cái buổi để tập huấn như thế này để bà con nhân dân và bản thân chúng tôi được nâng cao lên để mình hiểu biết được, để mình sẽ sản xuất áp dụng những cái mình đã nghe được và học được để áp dụng vào đời sống sau này để nâng cao sản xuất. Còn với các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, những thông tin về các trường đại học cao đẳng, ngành nghề và cơ hội việc làm phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình của các em cũng sẽ giúp các em tự tin hơn trong lựa chọn ngành nghề cho bản thân trong tương lai. Qua buổi tư vấn thì học sinh nhận thấy được cái tầm quan trọng của cái việc lựa chọn nghề nghiệp. Từ đó thì các em có cái sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân và phát huy được cái năng lực sở trường của mình. Năm 2023, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên đã tổ chức được 76 buổi tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho hơn 7.500 lượt người lao động, học sinh dân tộc thiểu số. Những nội dung chuyên đề tư vấn hướng nghiệp cũng được xây dựng để phù hợp với từng lớp đối tượng, bám sát nhu cầu của bà con, người lao động dân tộc thiểu số, làm mong muốn thay đổi tư duy sản xuất, phát huy lợi thế, các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Còn đối với đối tượng học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, những thông tin, nội dung tư vấn hướng nghiệp cũng được thiết kế một cách xúc tích, thực tế, dễ hiểu, dễ tiếp thu và phù hợp với lứa tuổi của các em. Chúng tôi cũng đã xác định được rằng cái bố cục bài giảng nó không chỉ đơn giản là giáo án, giáo trình mà còn có kể cả là những cái vấn đề là thực hành trên bãi, trên nương, trên đồng ruộng của bà con. Chúng tôi đã xây dựng những cái nội dung bài giảng phù hợp đối với từng đối tượng học sinh, từng trường khác nhau trên địa bàn tỉnh để từ đó thì nhằm cung cấp những cái thông tin kịp thời, chính xác của các nhà trường tuyển dụng, của các ngành nghề tuyển dụng. Chúng tôi xác định rằng định hướng nghề nghiệp giúp các bạn hiểu được cái tầm quan trọng cũng như đây là một bước khởi đầu trong cái quá trình đào tạo cũng như là nâng cao nguồn nhân lực của đất nước. Thông qua những buổi tư vấn hướng nghiệp sẽ giúp bà con có thêm kiến thức, áp dụng vào thực tế sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các tổ chức hội, đoàn thể cũng luôn đồng hành, hỗ trợ bà con trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Qua đây thì tôi cũng mong rằng là cái nội dung triển khai, tư vấn, sinh kế, giới thiệu việc làm cho người dân tộc thiểu số sẽ được triển khai đồng bộ nhiều hơn nữa để mỗi một người dân tộc thiểu số nói riêng và người lao động trong độ tuổi lao động nói chung trên địa bàn huyện Đại Từ cũng như là xã Tiên Hội sẽ có cơ hội tìm việc làm, tạo việc làm, giải quyết việc làm, tạo lên sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bên cạnh việc làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp, công tác đào tạo nghề cũng được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên quan tâm chú trọng. Năm 2023, Trung tâm tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề, trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên và liên kết đào tạo cho 735 học viên, đạt 105% kế hoạch. Trong đó tổ chức 17 lớp sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho gần 600 học viên thuộc đối tượng lao động nông thôn, hộ nghèo, dân tộc thiểu số. Liên kết đào tạo thường xuyên cho 140 người với 20 ngành nghề chủ lực, đáp ứng tốt nhu cầu học nghề cho người lao động nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, gắn với thực tế phát triển kinh tế của từng địa phương trong tỉnh. Các học viên sau khi trải qua các lớp đào tạo nghề ngắn hạn trở về địa phương, áp dụng các kiến thức vào thực tiễn sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Khi mà các cái hộ gia đình dân tộc thiểu số là hội viên hộ dân được tham gia học nghề rồi tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thế và được áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào sản xuất
thì các cái mô hình này phát triển rất là tốt, nâng cao cái đời sống, thu nhập của hội viên, đảm bảo cái việc phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như là xây dựng địa phương trong công cuộc xây dựng thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, công tác tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình khởi nghiệp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay. Khởi nghiệp từ đầu năm 2023 với mô hình phát triển cây dược liệu, anh Nguyễn Quốc Hoàng đang trồng và chế biến cây mướp đắng rừng trên diện tích 7.000 m2, đan xen các cây dược liệu khác như khôi nhung, đu đủ, ba kích, sâm bố chính. Tất cả được trồng hoàn toàn theo hướng hữu cơ. Hiện tại, sản phẩm chính của anh Hoàng là mướp đắng sấy khô, cao dược liệu, các loại thuốc từ cây mướp đắng đã có mặt tại các hệ thống bán lẻ trên cả nước. Mỗi năm xuất bán hơn 3.000 sản phẩm. Sau khi trừ chi phí, mang lại cho gia đình anh thu nhập khoảng 240 triệu đồng mỗi năm. Bản thân tôi thì rất là thích về dược liệu, cây thuốc. Thì nên là tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và tôi đã quyết định là trồng cây mướp đắng rừng này để phát triển trong mô hình khởi nghiệp của tôi. Còn đây là mô hình khởi nghiệp nuôi giống gà màu lai trọi của anh Lương Công Điệp, xóm Làng Mới, xã Hợp Thành. Với hai trang trại trên diện tích 600 m2, được đầu tư hệ thống thông gió, máng nước, máng ăn tự động. Tổng đàn gà của gia đình anh Điệp hiện tại là trên 8.000 con. Mỗi năm xuất bán khoảng 25.000 con đến nhiều tỉnh thành trong cả nước, mang lại thu nhập cho gia đình 250 triệu đồng mỗi năm. Thì trong quá trình khởi nghiệp của mình ấy, thì cũng nhận được sự quan tâm của các ban ngành địa phương, cụ thể là những buổi tập huấn và những kỹ thuật cho địa phương cử đến xuống tận nơi và chỉ dẫn. Trong thời gian qua thì huyện đoàn thì thường xuyên có sự phối hợp với lại các trung tâm để hỗ trợ cho các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương, như là tổ chức các cái buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật này, rồi là các cái phối hợp tổ chức các cái diễn đàn thanh niên với nghề nghiệp việc làm, các cái buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp, rồi giới thiệu các cái mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho các bạn đoàn viên thanh niên. Xác định đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp là một nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đơn vị. Năm 2023, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên đã ban hành và triển khai các kế hoạch tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên toàn tỉnh. Trong năm, Trung tâm đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho gần 7.000 lượt người. Thông qua việc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các hội thảo định hướng nghề nghiệp với đội ngũ báo cáo viên là những chuyên gia có kinh nghiệm về thúc đẩy khởi nghiệp, đã giúp thanh niên xây dựng ý tưởng đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức về lập thân, lập nghiệp, mang lại sự tự tin, động lực để thanh niên, dân tộc thiểu số vững bước với các dự án khởi nghiệp của mình. Với những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 sẽ là tiền đề quan trọng để Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên tiếp tục có những đổi mới, phát triển trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong năm 2024, Trung tâm tiếp tục mở thêm một số ngành nghề đào tạo mới hướng tới nhóm ngành nghề phục vụ điện tử, du lịch và thương mại phù hợp với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động và kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên, đồng thời tham gia tích cực vào không gian truyền thông về giáo dục nghề nghiệp. Với sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động hiện nay, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ bà con trong lập nghiệp, khởi nghiệp, tạo sinh kế, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, không ngừng xây dựng và phát triển trung tâm trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, chuẩn mực, chất lượng cao và hội nhập quốc tế trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Thái Nguyên ở hiện tại và tương lai.